Thì đây là cái ảnh mà tôi render vài bữa trước. Chúng ta là cái cảnh như này. Thì hiện tại nó có nhiều chi tiết chưa ổn lắm. Thứ nhất là những cái viên đá này của mình, những cái viên sỏi này, nó đang hơi mới quá, nó thiếu những cái chất dơ bám trên cái bề mặt này, nó có khả năng đấy, nó hơi bóng nữa, nó lại hơi trên cao so với cái nền đất này của mình. Thì để xử lý cái này dễ thôi, mình kéo cái private nó lên trên một chút là được. Cái nữa là cái khu vực cái container này của mình nó chưa thể hiện những cái vết dơ bám từ dưới lên. Về cái nguyên tắc thì mình đã biết rồi, trước chỉnh map nó chưa ổn lắm, cái này mình sẽ phải xử lý lại. Cái nữa là những cái thép chữ Y mình để phía dưới này nó cũng chưa thể hiện rõ cái vết hàn gì. Ok, bây giờ tôi sẽ xử lý từng chút một. Ở đây cửa này còn chưa có gán vật liệu cho nó nữa, đậy chưa gán. Ok, xử lý mấy viên đá này, kéo cái private này lên. Và khi làm thì mình nên chọn riêng nó ra, bởi vì nó liên quan cả tới những cái đối tượng đang được trồng ở trên cái nền đất kia của mình. Ok, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại vật liệu nó một chút. Từ đây mình sẽ hút vật liệu rồi mình blend cho nó thêm những cái phần dơ rồi. Có thể là bớt cái reflect của nó đi. Hút. Ok. Tôi kiểm tra xem nó xài ID mấy. ID 3 ở đây rồi. ID 4. Rồi. Thằng này chắc ID 6 rồi. Ok, mình có 3, 4 và 6, ok đúng không? Ok, click vào đây. Xử lý nó một chút. Reflect có thể là gắn map cho nó rồi cả trên Glossinit nữa. Reflect. Kế tiếp tôi sẽ blend luôn cho nó. Cái này để kiếm nó bao giờ thì tôi có thể kiếm cho nó mấy cái map kiểu wow. Là cái này chẳng hạn. Dirt. Ok, thế tôi đã xử lý được cái thứ ba cho nó. Bây giờ mình xử lý cái thứ tư. Nó cũng tương tự vậy thôi. Kiếm cho nó một cái map trên kênh Reflect. Blend.
Tương tự cái thứ sáu. Nói cái concrete thì các bạn có thể kiếm bất kỳ một cái ảnh nào nó thể hiện là cái chất dơ màu tối màu ạ. Dirt thẳng luôn. Khóa mấy thông số này lại. Ok. Cái thứ hai là mình cần xử lý đây là mình sẽ có những cái vết dơ nó bám vào khu vực dưới này nhiều hơn và xử lý cái vật liệu cho những cái thép chữ Y này. Kiểm tra lại chút sao nó ít vậy. Ok. Thế bây giờ với cái tấm container bên này tôi muốn là có một cái vết xước. Tôi sẽ xử lý nó. Chọn cái này, cái này. Nó làm cái gì cái này thôi. Chắc chắn là mình sẽ gì lại chọn ăn tiếp đúng không? À, vì đây một tên là diffuse ở đây tôi sẽ lấy cho nó một cái ảnh thể hiện vết xước metal cho nó cái màu trắng trắng một chút như cái này chẳng hạn. Ok. Lần này tôi sẽ lấy cho nó một cái ảnh đen trắng. Đợt kiếm ảnh có vết xước ấy. Kiểu như là cái scratch hoặc các bạn có thể lên Google có từ scratch kiểu kiểu như này hả, lấy cái này luôn. Thế khi mình dùng cái đó đấy bởi vì cái ảnh nhà mình nó lại gì là bị ngược. À, thích thì các bạn thì xử lý bên shop. À, tôi xử lý bên shop luôn, còn nếu không thì mình vào bên 3D mình invert nó cũng được. À, cái phần output này. Chia sau. Ok, Ctrl Shift E, Ctrl Y ngắn đang ở vùng chọn. Xe ảnh này lại.
Đặt tên là Scratch 1. Scratch 1. Ok. Trông ổn hơn rồi. Thì với cái Scratch 1 này mình sẽ phải để cho nó một cái ID khác. Như này hơi nhiều đúng không? 2 chẳng hạn. Đó, lấy 3. 3 thì tôi sẽ phải UVW map. Bulk 3. Mình sẽ dán cái map này lớn hơn chút. Ok. Ok. Bên này nếu mà mình muốn làm cho nó cái vết xước đi theo tuyến từ tầng này sang tầng này thì mình sẽ attach những cái đối tượng này lại với nhau bình thường, không có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi chọn thằng này, edit poly cho nó. Chọn thêm những thằng này. Sau đó mình sẽ attach tất cả những đối tượng này với nhau. Đây này. Nó khác vật liệu. Thì tự động nó thành cái vật liệu multi subject. Là khi mình sử dụng cái multi subject ấy, thì nó sẽ nói chung là vẫn được. Nhưng nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút này thôi. Đây tôi sẽ làm riêng như này cho nó dễ. Lấy thế này. Copy này. Paste đây. Thì bây giờ cái Scratch này tôi sẽ lấy cho nó cái ảnh khác. Và sửa vào đây gõ Google Scratch Texture. Kiếm cho nó những cái vết xước kiểu như này chẳng hạn. Scratch Photoshop Ctrl E CSL. Ok, xem anh ấy lại. Tất nhiên là mình sẽ đổi cho nó ID thành ID 3. UV tiếp bulk. Ok, tôi được cái ảnh như này. Thì cái thằng này dùng ID 1 cũng được, không sao cả. Hoặc không thích các bạn để đổi nó sang ID 3. Kế tiếp tôi sẽ phải xử lý cái vật liệu cho cái chân này. Xem ảnh này. Ok. Rồi, quan trọng là cái này. Cái này đen trắng chưa phân minh. Thì mình hoàn toàn đây vào Photoshop mình xử lý nó. Đấy, hoặc các bạn có thể chỉnh trực tiếp trong cái mục output này. Enable color map lên. Đấy, thì cái này nó cũng tính từ gốc 0 đến gốc 1 giống như kiểu bên bên shop ạ. Nhưng mà làm này nếu mà bạn nào không quen là sẽ cảm thấy hơi khó. Nên thôi tôi sẽ chỉnh ở đây để cho nó dễ, đằng nào cũng cần shop.
kích vào đây, chọn siêu sâu luôn cho nó. Ok, mình xem lại cái ảnh thôi. Bây giờ cái phần trắng của mình là cái vật liệu cốt. Kiểm tra xem cái map này map gì. À, nó chưa bật được lên. Là cái bếp than gì ở đây tôi chọn cho cái màu cho nó rõ hơn một chút. Các bạn để chọn cái map giống như này. Show lên. Ok. À, rồi kế tiếp mình sẽ xử lý cái cửa này thôi. Cửa này chưa gắn vật liệu. À, tôi sẽ hút vật liệu của cái phần này. À, chọn cái này gắn cho nó. À, cũng tương tự cái này thì dễ rồi, mình sẽ set ID cho nó thôi. Quét. Đặt ID 1. Kích vào đây. Show ảnh lên. UV cho phần này. Bốc. 1. Xoay. Lắc. Fit. Ok, edit poly. Hai. Về luôn. Ba màu hiện tại nó hơi lệch quá, tao để 4 chẳng hạn. Ok, thử UV cho nào. Xoay. Ở đây tôi sẽ đặt thêm mấy cái channel nữa, mấy UVW nữa để nó bám những thằng đất hay thằng sơn ở đây. UVW là toàn bộ đối tượng em, mình không chọn cái mặt nào đúng không? Ok, đặt cho nó channel 2. Kích vào đây, show này lên. Ok. Cái tự khắc nó sẽ phải đi theo tuyến thôi, cái này mình không lo. Vì nếu mình có kích thêm vào những cái phần này thì cũng giống như vậy à. Rồi, kiểm tra xem những channel khác. À, channel 3, UV tiếp, bốc, channel 3. Dán lên một chút, dán lên một chút, dán lên một chút. Xong. Xem còn channel nào nữa. 4, chơi luôn, UVW, bốc. 4. Nếu mà ai đã xem kỹ những clip mà tôi hướng dẫn làm cái cửa này thì cái phần này không có gì khó hiểu cả. Rồi xong. Ctrl S đã. Ok, hiện tại tôi muốn để cho nó một cái ghế nữa ở phía bên ngoài này. À, thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi. À, thì cái ghế đây tôi đã trước đây tôi đã dựng cách đây hơn 1 năm. Hồi mới vô Sài Gòn đang thất nghiệp.
Cuộc sống đôi lúc rất là bế tắc. Đây, ở đây chính là cái file ghế thì các bạn chỉ có việc là ném vào thôi. Ok, chuột phải copy này. Cái ghế này tôi đã làm hết vật liệu rồi, mình chỉ việc group lại và ném nó vào thôi. Để xem cái ảnh của tôi, bởi vì cây nó mọc ngẫu nhiên mà mình sẽ phải xếp cái vị trí. Nếu mà đây trong trường hợp mà các bạn làm ấy, nó random ai biết được. Ở đây cái cây tôi nó ngẫu nhiên nó nhảy cái vị trí này, còn nếu các bạn không có thì các bạn tự copy sao chép thêm một cây để vị trí này hoặc vị trí này tùy mình. Ở đây tôi sẽ để ở đây và tôi sẽ để ghế ở đây. Đây tôi sẽ căn cái ghế này cho nó không có bay lên trên cao cái nền đất. Ok. Ghế nó sẽ nằm ở cái vị trí thằng này ra đây. À, tôi sẽ kéo ra đây một chút. Bây giờ đến tiết mục mình xử lý cái container màu xanh này. Blend. Tất nhiên mình cũng sẽ mượn cho nó cái những cái vật liệu dơ ở phía bên này. Copy nữa. Ô về thêm. Dán này một chút. Ok, mình hoàn toàn thể làm cho nó bết xước đây, dùng cho nó cái giống như cái này. Ok, tôi sẽ copy cái thằng vật liệu này. Chính là cái này đúng không? Ok. Copy cả cái map này luôn. Paste đây. Nhưng đây tôi sẽ làm thêm cho nó một cái, đó là cái chữ tôi mới chạm ở trên này, chạm nổi trên này. Ví dụ như đồ họa Lam Giang hả? Ok, tôi sẽ mở Photoshop ra.
File New Pixel. Đây, để cho nó chiều này cũng được. Đèn đen luôn. Take đồ họa lang bia. Tất nhiên cái phông chữ ở đây tôi sẽ đổi cho nó sang cái chữ nó mảnh thôi. Quá là nhiều phông. Các bạn làm, các bạn thích viết gì viết. Chọn cho nó kiểu như nào ạ. Ok, phang con này luôn. Cho lớn lên một chút. Nhưng cái chữ này mình sẽ không làm cho nó rõ ràng như này đúng không? Ok, mình sẽ làm cho nó bị xước. Tạo một lời mới. Đứng ở công cụ Brush. Thì cái cái đầu đầu brush trước là tôi đã gửi cho các bạn rồi đây, các bạn để xài đây luôn được. Cho nó cả đen cả trắng rồi. Rồi, rồi xem cái ảnh này ra. Làm bia mask. Thì đây tôi muốn là gì? Nó có cả vết xước của cái thằng này. UV tiếp cho nó. Để cho nó là gì? Channel 3 chẳng hạn. Show ảnh lên. Thì tôi được vết xước thứ nhất. Nhưng mà cái chữ của mình đấy, mình cũng muốn là gì, nó có ở đây nữa, nhưng mà đây là đang bị có một cái bitmap này rồi, muốn thêm chữ nữa thì mình sẽ phải mix nó thôi. Ok, năn chọn bitmap làng bia mix. Thì đây trước đây mình hay dùng là gì ạ, mix amount nhé, mình pha thông số này ở đây luôn đúng không? Tại đây nó có năn năn, mình hoàn toàn mình dùng họa đồ được cho nó. Thì về nguyên tắc cái đen là nó dùng cái thằng color 1, trắng là dùng color 2. Ở đây cái ảnh này của mình như thế này. Đen thì nó dùng cái thằng trên đúng không? Trắng thì nó dùng cái thằng dưới. Thì để nó rõ nét cả cái chữ lambiang với cả cái gì, những cái vết xước này, tôi sẽ copy thằng này luôn, tôi paste xuống dưới này. Ok. Đây, vẫn có vết xước và vẫn có chữ lambiang. Ok. Thằng này đang là channel 3, sâu lên phát. Rồi, kệ nó. Thằng này sẽ là gì? Channel 4. UV tiếp. Bốc channel 4. Sâu lên. Rồi, chữ nó bay đi đâu mất rồi.
Tôi sẽ phải dịch chuyển nó xuống. Đồ họa làng bia. Mình có thể xoay nó nghiêng nghiêng một chút. Đưa ra đây. Ok. Đấy, tương tự. Cái map dưới này tôi để cho nó 4 luôn. Nó mới đúng. À, vậy là xong. Ok, kiểm tra cái dưới này xem là cái gì. À, nó vẫn dùng chung cái này. Để tương tự. À, mình có thể là sao chép thằng này ra đây để cho nó dễ. Blue texture đặt cho nó 1 đây. À, sau đó mình không cần cái mà thôi để cũng được, không sao cả. À, kích vào đây, show lên. À, dùng luôn cái này đi. Ok, được cái thứ nhất. Thằng này mình sẽ UV cho nó đã. Tương tự channel 2 thì cái mình cần để ý là cái mask của nó nhiều hơn. Đây tôi sẽ chọn cái mask show lên bốc 2 500 500 500. Ok, tôi kiểm tra xem cái channel 3 4 như nào. Về tiếp. Channel 3. Bốc 600 600 600. Rồi. Còn thằng 4 nào kệ nó. À, xử lý sang cái phần này. Thì với những ảnh như này của tôi đấy, khi mà tôi render ra tôi thấy nó không rõ lắm đúng không? Tùy các bạn, nếu các bạn thấy cây đây, các bạn muốn không muốn làm mất thời gian thì các bạn che cho nó cây đây. Thì thôi. Mình sẽ tách cái thằng này ra thôi. Đi tách nó ra. Sau đó là riêng cái phần chốt này mình sẽ gắn cái vật liệu này UV bulk. Rồi cái phần này mình làm tương tự vậy. Nó dùng chung UV phát đó. Show lên. Tại sao nó lại không lên? Ở đây. Ok, UV tiếp phát thứ hai. Thì lát nó sang cái phần tủ bếp ấy. À, cái phòng phòng bếp này mình sẽ phải để thêm nó cái tủ
Rồi cái phòng khách này mình sẽ phải có bộ sofa và cái bàn, tuy rằng mình không render kỹ phần nội thất, ở phía cửa mình có thể để cho nó cái bộ ghế sofa cái gì đó. Channel 3. Ok. Kiểm tra sang channel 4 như thế nào. Không thấy đâu, càng tốt. Không sao ạ. Mình không cần về thêm chữ ở đây. Ok, bây giờ tôi sẽ render test xem những cái cảnh mà tôi làm bây giờ trông như thế nào. Control S à. Ok, sau một thời gian render test thì tôi được cái kết quả như này. Bữa sau chúng ta sẽ làm nội thất cho nó. Ở đây tôi sẽ để cho nó cái tủ bếp. Nhưng có một cái vấn đề là cái phần cửa này mình đang hơi thấp đúng không? Tủ bếp thường nó sẽ cao khoảng 800, 801, 802. Thì nó sẽ nhòi lên trên cái mặt cửa sổ này một chút, không sao cả. Cái kích thước container trước đây mình làm ấy nó là bên trong nó khoảng 23. Mặt tủ bếp nó khoảng tầm 600. Ở bên kia có một dãy nữa gọi 600 tiếp, mét 2. Nó vẫn dư là mét 1. Thoải mái đi lại. Cái này phòng này mình hoàn toàn có thể là làm cho nó một cái không gian tủ bếp. Ở đây mình sẽ làm cho nó cả cái phòng khách nữa. Thì hiện tại cái đèn này của tôi ấy, ở trong chắc nó còn cái vật liệu Vidalite mà TL nó tự phát sáng rồi. Này lát mình tắt nó đi thôi. Với cái hàng hiên này, cái đây mình chỉ cần treo nó mấy cái giỏ hoa thôi, đừng cho nó cây dây leo lên. Thứ nhất là nó không đúng, cái thứ hai nó trông nó hơi rối. Chỉ cần để cho nó một vài giỏ hoa ở đây. Ở đây có thể để cho nó cái chậu cây gì đó. Ở đây có thể là một cái bộ bàn ghế đúng không? Còn trên này nữa. Nhà khi các bạn đã làm tới buổi hôm nay rồi, cái đích tới rất là gần. Mình còn cần cố gắng là chỉnh chu hơn. Có thể máy các bạn nó yếu thì mình sẽ cố gắng. Khi các bạn hoàn thiện xong cái bài này, cái level của các bạn nó đã cái mức khác rồi. Tự tạo cho mình cái áp lực để cho mình phấn đấu. Là những cái hòn đá sau khi mà tôi kéo nó xuống thì bây giờ nó đã bị ngập xuống dưới đất như thế này. Ok, buổi học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây.